Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình trong cõi Nam Thiệm Bộ, cõi Đông Thắng Thân, cõi Tây Ngưu Hóa, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy công đức đạt được, nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được, nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đến. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lại đem thiện căn dạy bảo, chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững vàng, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.